Quá trời luôn cưng ơi. Nói tóm lại là mỗi người tôi cho mỗi người ăn trái thôi là ứ hự luôn nha. Ăn nhiều càng đã. Nói nghe cho ngồi nghỉ một cái đi cả nhà ơi. Ngồi ngoài mương mày ruộng nghỉ một cái đi nha. Lên thiên đường sớm. Ừ nóng quá. Đây đây, ra ngoài sầu riêng cũng có máy lạnh nữa. Hello cả nhà nha, cả nhà ơi. Nóng quá, mồ hôi đổ hết trơn rồi. Trồng trồng sầu riêng mà mình gắn máy lạnh nên sầu riêng nó mọc. Ủa ngoài ai da, A Di Đà Phật. Con người ta hiền lương vậy mà ăn là lường gạt con người ta ăn chi không biết. Bởi vậy mới nói là gặp nạn. Tôi yên tâm đi, nó gánh nặng cho mình đó. Thôi, nãy cái cây. Nóng quá. Kệ đi, chơi cho đã đi, về tắm. Chơi đây ngày mai. Sáng mai, trưa mai phải đi về lại Sài Gòn nữa, ngày mốt quay. Ừ, lấy sầu riêng nào già già về chợ để hái có mấy trái. Mấy trái trong vỏ trồng chín rồi đó. Cho anh Dũng gỗ một trái nè. À, về ăn liền. Ủa sao không nghe vậy? Ủa cả nhà mình có nghe không vậy? Cả nhà ơi. Ủa? Ủa Nô Nguyễn nãy giờ anh Long nói chuyện có nghe không vậy Nô Nguyễn? À, bà bảy gạt mày xuống. Đâu có đâu. Đó, nó. Đội em lặng không phải nào vậy vậy mà. Ủa nãy giờ mình nói chuyện có nghe không vậy cả nhà? Cả nhà ơi. Trời đất ơi kỳ vậy. Dạ nghe mà. Cái máy này cô Dương Thoại Hồng này sao đâu á. Nãy giờ từ đầu giờ đầu có nghe không vậy hả Sử? Đó Sử nó nghe đó. Ờ. Ừ. Trời ơi. Trước quốc trước quanh hết trơn à. Ừ. Ông bà nào về nữa đây. Ok. Về Sử ơi, về về ăn sầu riêng nè. Bóc lột. Mua mua vàng kẹo kéo mà đợi anh Sử về không có Sử hát buồn quá. Quỳnh Hân về ăn sầu riêng nè cưng ơi. Thấy không? Chu gia trời ơi, ta nói mồ hôi ướt nhẹ hết trơn. Ăn sầu riêng nó nổi mụn. Nè, ăn đi Vũng Tàu ăn nhãn. Ăn nhãn rồi ăn sầu riêng. Rồi ăn hết gần hai trái sầu riêng nè, ta nói nó cương lên nó nổi hết trơn hết rọi rồi. Đứa nhỏ phía sau nói em còn nghe mà. Đó thấy chưa? Hello cả nhà chia sẻ mạnh lên cho em hôm nay về quê nói chuyện với cả nhà nè, tâm sự cho cả nhà nghe vụ này nè. Lẹ lên đi vô đây rồi đây nói chuyện nè, chia sẻ lên nhiều nhiều đi tâm sự cho nghe nè. Tâm sự cho nghe cả nhà mình cẩn thận nha. Bây giờ là thà em chịu hy sinh. Thà em chịu hy sinh một mình em, thà kệ coi như là cái nặng kiếp đi. Cả nhà nghe mà cả nhà xong rồi cả nhà chia sẻ nha. Cả nhà chia sẻ cho tất cả mọi người để mọi người đừng bị gạt giống như Long nha. Coi như là tại vì thôi bây giờ Long cũng không có để trong lòng để làm gì. Nhưng mà bây giờ Long nói với tất cả mọi người như vậy nè, mọi người cẩn thận nha. Bây giờ á thì cái tụi mà nó lường gạt mà nó hát Facebook á, nó lường gạt nó còn siêu nhân hơn nữa cả nhà. À, thôi bây giờ Long hy sinh cuộc đời của Long coi như là Long chịu chấp nhận đó, là bởi vì là do nơi là nó sẽ hát Facebook của các bạn, rồi nó hát một Facebook của bạn mình, bạn thân nhất của mình, là vừa rồi nó hát Facebook của cô Ái Xuân, là ca sĩ Ái Xuân mà Ái Xuân mà các bạn biết là nữ ca sĩ Ái Xuân mà chuyển giới không, thì nó hát Facebook của Ái Xuân rồi á. Hôm qua Long hát ở Cần Giờ, Long hát ở Cần Giờ thì đang ngồi trên sân khấu á, thì rõ ràng nó siêu gọi là lường gạt xuyên quốc gia. Có nghĩa là bây giờ quý vị nghe như vậy nè, quý vị nghe nhớ rõ nha, từ đây về sau mà ai gọi Facebook của mình mà người bạn nào gọi Facebook của mình thấy mặt luôn, hai người FaceTime với nhau thấy mặt luôn, chính vì mình thấy mặt mình mới tin đó. Rồi xong thấy mặt xong ồn quá mình không có nghe được, nó cúp máy, nó nhắn tin lại, nó nhắn tin lại thì nó xin lại cái số điện thoại, cái số tài khoản của mình. Nó sợ nhờ cái số tài khoản của mình để chuyển cô ba Ái Xuân, là chuyển tiền cho người nhà đang bị bệnh nằm bệnh viện. Đang bị bệnh nằm bệnh viện và đang cần tiền mổ gấp. Nói vậy, đang cần tiền mổ gấp, sắp chết rồi.
thì Long mà con người Long mà chơi bạn chơi bè Long tốt mà, với lại ca sĩ Ái Xuân á là coi như là chơi thân với giống như cô Năm Cắt Tiền rồi, đúng không? Cho nên mà mới gọi FaceTime cho mình rõ ràng đó cả nhà nhớ nha. Bây giờ nó dựng clip vô làm sao nó gọi cho quý vị là coi như là thà tôi hy sinh mà một mình tôi mất tiền mà tôi nói cho cả thế gian nghe, để cho cái tụi này nó đừng có lường gạt, để cho cái tụi hacker này nó đừng lường gạt. Tôi chấp nhận tôi hy sinh một mình tôi, nhưng mà Long hy sinh một mình Long, nhưng mà để cho thế gian này mọi người đừng bị lường gạt, là bởi vì nó xíu lường gạt. Long rất là kỹ càng cái vụ mà Facebook, nhưng mà nó lường gạt một cách là coi như là trắng trợn. Một điều là kể cho quý vị nghe, nó gọi cho mình tới hai người, thấy hai người bạn thấy hình vô với nhau, nó dựng cái clip gì không cần biết mà nó thấy, nó kêu Quynh Ái Xuân là gọi Long bằng Quynh. Quynh ơi, Quynh ơi, Quynh ơi, rõ ràng vậy thì đang nói là Quynh đang bận lăng hát ồn quá không có nghe, có gì nhắn tin. Thì đó là bây giờ là cái bắt đầu nhắn tin với nhau, cô Ái Xuân nhắn tin với nhau là cho muội mượn cái tài khoản để muội chuyển tiền vô cho Quynh, để Quynh lấy tiền của muội đưa cho cái người nhà bệnh viện gấp. Đưa cho người nhà ở bệnh viện gấp để mà người nhà đó là đi mổ để sắp chết rồi. Thì mình nghe vậy mình cũng tá hỏa tâm tinh, bởi vì mới gọi điện thoại FaceTime với nhau rõ ràng bằng Facebook mà, rồi nhắn tin bằng Facebook và nói chuyện tiền bạc bằng Facebook nữa. Quý vị coi như là Long đưa cái số tài khoản cho cô Ái Xuân mượn, nhưng mà cái người đã hacker cô Ái Xuân rồi mà nó chặn luôn tất cả những người liên quan, là thí dụ như là trong cái group của mình là bạn bè, là nó chặn luôn là cô Năm Cắt Tiền chia sẻ ngày hôm qua là để lên trên Facebook là nói là Facebook của Ái Xuân bị hack, là nó chặn, nó không cho mình thấy luôn. Nếu mà thấy thì coi như là mình đã hiểu rồi, nhưng mà cái này là nó chặn hết, nó không cho mọi người thấy luôn. Nó xíu lợi những lường gạt. Rồi nó gọi tới nữa, nó gọi tới, nó FaceTime ở đây, mấy người thấy hình giống như tôi đang ngồi nói chuyện với mấy người nè. Nha, mọi người nên cẩn thận, thà để mình Long hy sinh, kệ mất tiền một mình Long cũng được nữa. Một mình Long hy sinh cho. Rồi quý vị, nó gửi vô, chuyển vô tài khoản của Long là 3.000 đô. 3.000 đô, rồi xong nó gửi, nó xuyên, nó làm cái bằng là số tài khoản của ngân hàng từ Mỹ gửi về luôn. Rồi sẵn đó là thứ bảy với chủ nhật là cô Ái Xuân vẫn nhắn tin trở lại, thứ hai là Quynh sẽ nhận tiền, bây giờ Quynh chuyển gấp cho người nhà của muội đi, này kia kia nọ đó. Quý vị thấy không, chuyển gấp thế thì mình nghĩ là anh em với nhau, mình nghĩ là người ta đang gặp nạn mà, bởi vì cái lòng của mình tốt mà, cho nên là bây giờ là thà Long hy sinh. Mọi người chia sẻ cho đông nha, cả một cái thế gian đất nước Việt Nam này, thà tôi mất tiền nhưng mà mọi người đừng mất tiền. Nghe nói là bà chị của Ái Xuân á là coi như là bà chị gì, bà Bích Thu Bích Nga gì đó là bị 7.000 đô, nhưng mà em thì chỉ có 3.000 thôi, 3.000 coi như em mua cái mạng của em đi. Có nghĩa là bây giờ là mọi người lường gạt em thì coi như là coi như em mua cái mạng của em đi, coi như là em không có bệnh, không có hoạn gì hết, coi như là em trả tiền thuốc cho tiền men nằm bệnh viện cũng vậy thôi, hoặc là đụng xe đi xe đụng cũng vậy. Cái năm nay là năm hạn của tôi mà, né không có được, né không được là né không được, bởi vì nó đã gọi điện thoại cho mình và nó đã FaceTime cho mình thấy mặt với nhau vậy luôn nè. Đó, hai người nói chuyện với nhau như vậy nè cả nhà nha. Cho nên là mọi người nên cẩn thận, nếu mà ai mà gọi FaceTime tới cho mọi người thấy hình luôn, bạn bè với thấy hình luôn mà hỏi mượn tiền, quý vị đừng bao giờ tin. Là bởi vì bây giờ nó cắt, nó ghép cái phần mềm gì đó tôi không biết, tôi bị lọt vô chúng ngay cái phần mềm là cắt ghép, là thấy hình rõ ràng và thấy video rõ ràng. Thà tôi hy sinh hôm nay tôi nói lên, để nếu mà tôi để trong lòng là mọi người bị gạt nữa, coi như là tôi không có cam tâm. Tôi mất tiền tôi chấp nhận, là nhưng mà tôi vẫn vui mà, để tôi lên đây tôi nói cho mọi người biết. Thì tôi chuyển vừa xong 3.000 đó là 60 mấy triệu, gần 70 triệu, là coi như là nó cảm ơn, là nó thế mặt cô Ái Xuân đó, nó thế một cái là nó cảm Quynh, ơn Quynh nha, mũi đã nhận tiền, bạn Quynh, bạn em đã nhận được tiền rồi, là coi như nó cúp máy tôi, là tôi biết là tôi nghi, là tôi gọi cho cô Ái Xuân là không được, tôi hát xong là tôi gọi là tôi nghi rồi đó. Nhưng tôi nghĩ trong lòng của tôi là tôi nghĩ ở đây là một cái nạn của tôi, đây là một cái nạn của tôi, em cũng bị 3.000 đô nữa nè anh nè, đó Ngọc hồi đó thấy không, nó lấy người ta lần 3.000 mấy ngàn không à. Tôi rất là kỹ về cái vấn đề này, nhưng mà hôm nay là bởi vì do nơi là nó gọi FaceTime, nó gọi bằng Facebook với nhau, mình thấy hình với nhau như video như thế này luôn các bạn. Không biết nó làm cái chế độ phần mềm gì, nhưng mà hôm nay tôi hy sinh. Và tôi nói luôn, các anh các chị á, đi lường gạt người ta để làm cái gì? Tiền của người ta làm bằng mồ hôi nước mắt, các anh các chị giỏi lường để làm gì? Rồi gạt để làm chi? Gạt đi.
các anh các chị gạt, rồi các anh các chị ăn cho đã, rồi cuối cùng các anh dị chị giữ tiền đó, các anh các chị trước sau gì cũng ôm bệnh vô người, rồi á là ôm bệnh vô người, rồi các anh các chị á, trước sau cũng chết hết trơn à, đâu có ai sống thọ mà giữ cái tiền này đâu. Nhưng mà tôi nghĩ cái năm nay cái tôi năm hạn của tôi, thầy bói cũng đã nói rồi, sư phụ tôi ngoài chùa cũng gặp tôi cũng nói rồi, coi chừng tháng 7, tháng 8 coi chừng mất của. Nhưng mà tôi cũng kỹ lắm, nhưng mà cuối cùng mất vẫn mất. Cuối cùng tôi kỹ dữ lắm mà cuối cùng mất tôi vẫn mất. Nhưng bởi vì tôi, cái đầu của tôi nó là một cái con, cái người lường gạt nó là một cái con virus siêu lợi nhuận xuyên quốc gia. Đó, siêu lợi nhuận xuyên quốc gia có nghĩa là nó lường gạt xuyên quốc gia, mà quý vị biết hiểu không? Cho nên là hôm nay thà tôi hy sinh tôi mất 3.000 đô của tôi, của Long, nhưng mà Long lên đây Long nói được cho cả một thế gian nghe. Để làm chi? Để mình tụi đó sắp bị bắt rồi, không cần biết bắt hay không bắt, cái chuyện đó là cái chuyện pháp luật đó, đó là cái chuyện tôi cảm ơn pháp luật. Nhưng mà bây giờ thà tôi hy sinh để tôi nói lên, để cho những người không hiểu biết, để cho những người thật sống thật giống như tôi bị lợi dụng nữa, rồi bị họ đi vô gọi FaceTime với nhau á, bị déo Facebook với nhau nói chuyện như vậy nè, giống như vậy mình nói chuyện vậy, mà tại sao nói chuyện như vậy, mà tại sao mà lại đi lừa nhau được vậy, tôi cũng không biết tại sao luôn. Chính vì tôi bị sụp bẫy là tôi sụp bẫy cái điều đó đó. Thà hôm nay tôi hy sinh tôi nói cho mọi người biết để cho mọi người tránh. Hồi hôm có 4 người, tôi nghe nói là có 4 người. 4 người là người 7.000, người mấy ngàn nữa, nhưng mà tôi như vậy thì tôi cũng có 3.000 thì không có sao đâu. Tôi nghĩ tôi đi hát á, tôi bị tai nạn hoặc là tôi bị bệnh hay nằm bác sĩ tôi nằm bệnh viện thì cái chuyện mà 100 200 triệu là chuyện bình thường, còn cái này có 6 mấy 70 triệu coi như tôi bỏ đó. Nhưng mà tôi bỏ 6 mấy 70 triệu này, hôm nay tôi lên đây tôi nói cho mọi người biết là để cho mọi người nên cảnh giác cẩn thận. Từ bạn bè của mình, từ đây về sau điện mình bằng Facebook mà điện bằng FaceTime kiểu như vậy nè. Điện bằng FaceTime kiểu như vậy các bạn đừng bao giờ đưa tiền cho bất cứ một ai nữa hết, và đừng bao giờ ai hỏi tiền được các bạn hết nha các bạn nha. Coi như hôm nay là tôi sẽ là tôi là người chịu, tôi là người bị nạn, là tôi là bị lường gạt, nhưng mà hôm nay tôi bỏ. Tôi bỏ đó, coi như là tôi bỏ đó, coi như là các mọi người nên cảnh giác nha. Hôm nay tôi lên tôi nói để cho mọi người cảnh giác, để cho mọi người từ đây về sau cả một cái đất nước Việt Nam của mình, cả một cái con người Việt Nam của mình ai cũng làm bằng mồ hôi nước mắt hết trơn á. Ai cũng làm đi làm cực khổ hết trơn, một đồng cũng cực khổ. Còn cái tụi này nó là cái loại mà cái loại người mà lường gạt xuyên quốc gia. Nó lấy số tài khoản của mình nó mượn, xong nó giả người thân của mình, xong nó gửi tiền vô đàng hoàng. Chứ không phải là khơi khơi mình chuyển tiền cho mượn không, không phải. Nó đưa cho mình cái hóa đơn. Và nó thấy mình thấy cái hóa đơn rồi, nó nói ờ Quynh ơi, giống như cô ba Ái Xuân mà gọi Quynh ơi Quynh, rồi chuyển liền giùm cho muội nha. Tiền của muội ở bên nước ngoài là thứ hai nó đến, tại hôm nay thứ bảy chủ nhật. Mình quá tin phải không các bạn? Có phải mình quá tin không? Là bởi vì do nên mình bạn bè đang gặp nạn mà. Bạn bè gặp nạn mà đúng không? Cho nên là quý vị nên cẩn thận cái điều này. Hôm nay cả nhà mình share cho mạnh cho nhiều hơn nữa cái video này, để cho mọi người biết một điều á là mọi người cẩn thận. Đó, mọi người có hôm nay hôm có trên đây có nhiều người nè bị lừa 40 triệu, 50 triệu gì không nào đó. Là 5 giờ chiều đó, cho nên là mọi người cẩn thận. Bây giờ nó tới nước nổi nó FaceTime mình luôn. Và hai người nói chuyện cái mặt với nhau trong cái màn hình như các bạn có tin không các bạn? Tin chứ đúng không? Phải chi mà nhắn tin mà nói là anh Long ơi cho em mượn tiền vậy vậy, em là tôi không bao giờ tôi tin, là bởi vì tôi biết là hacker. Còn cái này gọi rõ ràng, tôi đang hát gọi rõ ràng, ồn quá tôi nghe không được, tôi nói hơn giờ nhắn tin đi. Có phải mình quá tin không? Gọi là xuyên quốc gia, con virus này nó còn nguy hiểm hơn virus Covid-19 nữa các bạn ơi. Nó còn hơn là con Covid-19 nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, con người ơi là con người. Con người à, tôi nói tôi nhắn luôn nè, con người ơi là con người. Tại sao có tay có chân mà không lo làm ăn? Tại sao có tay có chân mà đi lường gạt người ta? Sống trong mồ hôi nước mắt của người ta, sống trong mà ăn rồi cuối cùng rồi á, người nhà mình nó cũng bị gặp nạn rồi, ơn trên sẽ thấy hết, trời Phật sẽ thấy hết, gặp nạn hết không sao đâu. 5-6-70 triệu cứ để đó đi các bạn à, 5-6-70 triệu của em cứ để đó đi đó. Nhưng mà cái số tài khoản của các bạn tôi còn giữ mà, tiền á còn đó mà, hóa đơn còn đó mà, ngày mai ngày mốt tôi đi lên ngân hàng thôi, tôi nói chuyện tôi làm việc ngân hàng thôi.
ức lắm rồi anh ơi, em cũng y như anh luôn đó, thấy chưa, bà con bị quá trời thấy không, mà bà con không nói lên, mà hôm nay chính vì hôm nay tôi phải nói lên để đó, bà con hôm nay tôi không nói lên bà con bị quá trời rồi kìa đó. Thấy bây giờ bà con bị quá trời luôn rồi đó, bây giờ làm sao, thấy không, đó có người 7.000 đô, có người cả 10.000 đô, có người 2 tỷ nữa, mà bây giờ em ít, em cho 3.000 đô, em cho em là 3.000 đô, nhưng mà 3.000 đô đó là bởi vì cái năm nay là thầy em đã nói trước rồi. Em đi ra chùa, sư phụ em có nói là anh Năm của em, anh ăn chay trường, anh cũng nói trước, anh nói coi chừng chú Bảy, 1 tháng 2 tháng mất của. Rồi tôi nói tôi đâu có của gì đâu mất, tay chân tôi đâu có đeo hột xòn gì đâu mất, không lẽ giờ ăn trộm nó vô ăn cắp đồ tu của tôi. Không lẽ giờ ăn trộm vô lấy mấy bộ đồ này. Tôi nói vậy mà không ngờ nó siêu lợi nhuận, siêu ăn cướp, mà siêu mình mà toàn thể quốc gia luôn. Tôi phải sợ. Nó gọi nó nói chuyện giống như vậy nè, các bạn, các anh, các chị. Rồi, bây giờ mình tin không? Các bạn có tin không? Cho nên là hôm nay tôi làm cái video này, các bạn chia sẻ cho thật đông, chia sẻ cho thật nhiều hơn nữa. Để làm chi? Để cho quý vị, mỗi người hiểu được một chút. Nhiều khi bà con, cô bác mình ở dưới quê á, trời ơi, người ta nghèo, người ta khổ, người ta tội lắm. Các anh, các chị ơi, các anh các chị ăn cướp, mà các anh các chị ăn trong xương trong máu của người ta rồi, các anh các chị sẽ thấy quả báo nhãn tiền lực dai lực đời sẽ trả. Rồi các anh các chị vô ở trong tù á, mà ngồi ở trong đó đó nha, rồi nói làm sao là lục lợi cái mà cái video livestream của tôi ngày hôm nay tôi nói cho tất cả mọi người nghe đó. Còn Khánh Băng hôm bữa cũng bị nè, mấy người đó hay lắm, bởi vậy hay nó gài mình tới nước nổi mình không né được luôn. Tôi là một con người tôi cực kỳ kỹ tánh, mà hôm nay tôi còn sụp, mà hôm nay tôi còn sụp quý vị à. Tiền á tôi bán hàng á, tôi bán đồ livestream á quý vị, không tôi bán một cái tôi lời có 5-30 ngàn, có 20 ngàn, có 10 mấy ngàn, có nhiều khi chai dầu tôi lời có 10 ngàn à. Mà mồ hôi nước mắt của tôi làm cực lắm quý vị, tôi không có giàu đâu quý vị à. Các anh chị các chị mà đi lường gạt người ta đó. Nhưng mà hôm nay tôi hy sinh cuộc đời của tôi, thà tôi mất mấy chục triệu, 3.000 đô đó, mà tôi nói lên cho cả một cái thế gian này biết được là hiện nay có một cái nhóm lợi lường gạt siêu quốc gia. Rồi chúc cho mừng cho cái nhóm lường gạt siêu quốc gia này. Rồi các bạn sẽ, một là các bạn bệnh nghiệp nằm một đống, rồi tiền cỡ nào chất núi thì các bạn cũng chữa cũng không hết. Còn mấy các bạn đi vô trong hộp mà ngồi chơi nha, ok, là bởi vì các bạn làm những việc trái với đạo lý, trái với pháp luật, thì các bạn phải nhận được cái luật đó thôi. Đó là tôi chúc cho các bạn nha. Mà tôi nói là có, bởi cái má tôi nãy ngoài cái mã, cái mặt đó ụ một đống là biết làm sao rồi ha. Bởi vậy thôi. Đó, hôm nay tôi hy sinh. Tôi đem tôi ra. Rồi tôi mất, tôi cũng vui nữa. Thà tôi có mấy chục triệu mà tôi vui, tôi truyền được cái video clip này, tôi video này. Tôi truyền được cái video này cho mọi người nghe và mọi người xem, để mọi người hiểu biết. Đó là nãy giờ mọi người vô đây mất một lần 50 triệu, 60 triệu không nè, 40 triệu không đó chị Tư. Nói đời này cũng biết thật xanh đó. Đó, nó kêu em đạp điện thoại cho anh Tấn đó. Điện thoại cho đó, em. Cho nên là cả nhà nha, cẩn thận nha, có một nhóm xuyên quốc gia lường gạt nha. Gọi FaceTime cho mình là giả bạn mình là nói chuyện y chang như vậy luôn nha. Giống như thí dụ mấy hai Quốc Bảo mà gọi cho Long hai người nói chuyện với nhau vậy nè, tin không? Long nghĩ tại vì năm nay Long không có được may mắn, mà Long biết là nạn sẽ đến với Long, mà không biết nạn gì. Linh tính sẽ biết là nạn sẽ có, nhưng mà bây giờ thôi của đi thay người rồi. Nhưng mà Long lên đây Long thông báo cho mọi người biết là để cho mọi người nên cảnh giác. Nếu ai bạn bè của mình, người thân từ đây về sau buồn chịu, gọi điện thoại tới mượn tiền hay là kêu cho mượn tiền này kia nọ, quý vị từ chối hẳn luôn. Đúng rồi. Bye bye, đi chỗ khác đi cưng. Và tôi nói luôn, từ đây về sau đừng bao giờ người thân nào hỏi mượn tiền, và cũng đừng người thân nào gọi Facebook mà nói mượn tiền, thì là gia đình chết hay là đi mổ đi gì kia nọ nha. Buồn chịu, chấp nhận, học một bài học khôn ở đời. Ok, mất mấy chục triệu, 3.000 đô này mà chấp nhận, học một bài học khôn để ở đời đặng truyền lại cho tất cả quý vị.
chụp chị nha, chị cái mặt nhăn nhó lắm. Em đâu chụp chị đâu bà. Ok. Biết. Mọi người chia sẻ nha. Mọi người chia sẻ cái video này cho nhiều người để mọi người hiểu nha. Wow, ở đây có cái con gì nè cả nhà ơi. Con rồng nước nè cả nhà, cho mọi người coi con rồng nước nè. Con này con rồng đất. Ủa vậy hả, con rồng đất hả? Dạ, con này ông ngoại bảy nuôi nó đẹp lắm. Vậy hả, nó cắn không? Không, nó hiền khô à. Chỉ chập người lạ là nó giữ mặt nhăn như mèo vậy. Lại đây con, lại đây chọt chọt cho nó chạy ra coi. Ông ngoại bảy lấy cái cây đây. Vậy đó hả? Đúng rồi, con rồng đất này cha con nuôi lúc đó giờ rồi. Ở bên nội mới có đó. Cái gì vậy con? Sao vậy? Ôi không có sợ. Có ông ngoại bảy ở đây. Nè quý vị thấy không? Em có cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết trơn nè. Đó, kêu lông bằng ông ngoại nha. Đó, cái này cũng kêu bằng ông ngoại nè. Em bây giờ là có cháu ngoại cháu nội đầy đống luôn. Trời ơi, không ngờ tôi hai thứ tóc cháu ngoại cháu nội đầy đống mà tôi còn bị xuyên quốc gia lường gạt tôi nữa. Thôi rồi xong. Cái gì vậy? Làm cái gì? Nói làm nước dừa uống có không? Thôi đi về có trà đá không con? Có đá lạnh không cho cậu uống miếng ơi. Khát quá. Không cần chặt cũng được, có miếng nước đá nào không? Nó nghe là cả nhà chia sẻ cái video clip này để cho Long tâm sự với mọi người. Bây giờ là mọi người hiểu hết chưa? Bây giờ nếu mà ai mà mọi người mà hiểu hết rồi làm ơn đưa ngón tay giùm em để cho em an tâm nha. Mọi người hiểu chưa? Và mọi người biết được cái chuyện lường gạt mà gọi điện thoại, mà gọi Facebook, mà hack Facebook người ta mà gọi là gọi FaceTime với nhau nói chuyện luôn đó. Kêu tên mình luôn đó, là hai người bạn với nhau, là mọi người biết hết rồi phải không, hiểu hết rồi phải không? Dạ mọi người đừng bao giờ mà bị mắc bẫy cái tụi này nha. Trời ơi, uống dừa ngon quá các bạn ơi. Ây da, ngon quá vậy. Cái mà mình tin người ta, tin bạn bè mình nó bị hack Facebook á, là gọi điện thoại FaceTime á. Chứ bình thường mà nhắn tin mà hỏi tôi là không có được cái điều đó nè. Nó gọi mình bằng FaceTime luôn. Nó gọi nói chuyện thẳng với mình, chứ không biết nó lấy video ở đâu mà nó y như thật luôn vậy đó. Nói chuyện đối mặt với mình như vậy thì mình phải tin rồi. Thấy không? Không sao, tại vì năm nay cái năm tuổi em không có tốt. Thôi kệ, nhiều khi em đi hát em còn giữ được cái tánh mạng của em, nhớ không? Em còn giữ được cái mạng của mình, coi như là qua một cái mẫu chuyện rồi, qua một cái xui rồi. Nhiều khi mình bệnh hay mình đụng ai mình nằm đóng là bắt đầu nó còn hơn cái đó nữa, nhớ không? Nói gì là Phật. Em cảm ơn những người lường gạt và những người đi lấy tiền của dân chúng mồ hôi nước mắt, thì chúc cho mọi người được ăn hết cơm no áo ấm, ăn cho đã đi rồi nằm đóng nha. Ôi chú cha trời ơi, thôi em đi về nha. Nãy mua nữa cái gì nữa, đi về ăn hồi lại cho chú nghe. Sáng em về, sáng em về. Cái nhà này là cái nhà cũ hồi xưa, hồi sữa, hồi lúc Long còn nhỏ, mới sanh mới đẻ ra đây lớn vậy đó. Đó, nhà hồi xưa ba má còn đẻ ở đây, sanh trưởng ở đây. Đó, trên cái khoảnh đất này. Họ lừa siêu quá, kinh khủng lắm. Các bạn ơi, kinh khủng lắm, tôi nói là kinh khủng, một chuyện kinh khủng chứ không phải là một cái gọi là đầu óc của họ, gọi là nó giống như là nó có một cái con chip mà xíu xíu lừa đảo đó. Các bạn cả nhà biết không? Vậy đó hả? Thôi tạm biệt cả nhà nha. Mọi người hôm nay hiểu được rồi. Mọi người hôm nay mà hiểu được rồi và đã biết được rồi cái mẫu chuyện này là để cho mọi người
Em hy sinh cuộc đời của em. Em hy sinh cuộc đời của em. Biết giá không đó ông? Lỗ của ta có lũng không lỗ, ông làm bao lỗ. Hai anh. À, coi như là vì em mất 3.000 đó mà em hy sinh cuộc đời của em, mà em được thông báo cho quý vị cả nhà trên Facebook biết nha. Rồi mọi người biết hết rồi phải không? Cho tôi an tâm rồi nha. Thôi bye mọi người nha. Bye nha, chia sẻ ra nha. Ok.